Ủa ơi. Không có không? Nữa đó đó. Ủa đúng không? Ông cát hả? Ừ. Giờ nghe mùa ông cát cái gì đó nha. Lúc rồi trên Vinh Tố đặt cái lúa cũng có con cát. Quá rùa cua luôn. Ôi cua nhiều quá anh. Rùa cua á. Rùa cua nữa. Ủa. Ê. Nó chạy đi kìa anh Tố ơi, chạy đi kìa. Tố đi rồi, đi theo à. Đi theo Tố ra giường. Sáng theo ra đi ra giường, chiều theo về. Trinh mến chào cô chú, anh chị và các bạn đang xem kênh của Tố Trinh Vlog. Cho Trinh mến chúc cả nhà mình lúc nào cũng thật nhiều sức khỏe và luôn bình an trong cuộc sống luôn nha. Thì hôm nay Trinh với anh Tố đi dỡ lú. Ngồi ở đây thì rau muống nè cả nhà. Cái miếng đất này là của hổm, là Trinh với anh Tố định sẽ mướn trồng với lại nuôi vịt á. Thì có cho Trinh mướn thì Trinh không có đi lại đây á. Không có mướn ở đây. Ở đây là anh Tố phải cất cái chòi để giữ. Ở đây rau muống này cả nhà, hết hòm luôn. Rau muống còn dữ hơn cái chỗ Trinh nữa nè. Quá xá rau muống luôn. Này nhóc mương 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 luôn nè. Anh ơi, anh ơi. Hồ rau muống hết hòm luôn ha. Rau muống gì đâu mà cái này không biết nuôi nhiêu con vịt ăn cho hết luôn. Mấy mương luôn cả nhà ơi. Nhiều lắm, dày cui luôn. Mà đọt cũng... Nè, để Trinh quay cho cả nhà xem nè. Ăn dễ lắm luôn á. Nè, đọt nè. Đọt cũng muốn cúng cúng nè, thấy ngon ghê luôn. Giờ vô chỗ chú đặt. Nhưng mà nếu mà mướn được ở đây thì ở đây thoải mái hơn á nha. Mướn được đây thì mới đầu tiên Trinh với Tú dự định. Nếu mà mướn ở đây là Tú cắt cái chòi ở đây nè. Dài lắm, đất này bằng đất của mẹ Trinh á, bằng đất mà mẹ Trinh trồng ổi á. Tối rồi tối trồng. Đường này mà trời nắng là người ta chạy xe vô được luôn à. Đây vườn cao không cả nhà, trồng cao, cao trồng có lúc tôi bán có giá dữ lắm luôn. Đây là khoai từ, trồng khoai từ, người ta chen khoai từ vô trồng. Khoai từ thì dễ trồng lắm cả nhà. Ở đây thì trái lê kim ma này cả nhà. Cái cây kim ma hết hồn mà nó chưa chín đâu, nó chín là nó sẽ vàng, nó vàng, nó vàng nữa. Anh Tố xuống dưới rồi để Trinh đi. Cá mắc cạn hả? Không, cái lưới con chút rồi dính rồi. Sao cũng mắc cạn. Nó bị con cục à, chiêu chiêu luôn. Giờ anh Tú sẽ dở để Trinh qua bên này, Trinh qua bên này xem dễ hơn. Mình đưa vô nhốt luôn rồi cả nhà. Nhốt này cũng tốt rồi nè. Mưa xuống rồi vô nhốt tốt à. Quá xá vô nhốt luôn. Nguyên một mưa luôn nè. Út thấm ghiền vô nhốt rồi anh Tú. Im gu rồi đó. Anh Tú thấy im gu rồi. Cho nhốt là phải trồng nước sạch nên nó mới ra đọt. Bên kia nhốt, bên kia nhốt nữa là đâu? Ủa ơi, không có không? Nó đó đó. Ủa đừng con cát. Con cát hả? Giờ nghe mùa con cát cái gì cả nhà? Lúc nào trên Vinh Tú đặt cái lú cũng có con cát. Đây là trồng cao ở trên, trồng cao với trồng thêm ổi nhãn. Trồng cao thường là cho thể trồng hai mé anh Tú. Cao này lúc mà có giá. Con bùa kẻ không em? Cái gì anh? Ồ. Ê, anh dở rồi nó chết không anh? Chết quá. Sao thấy nó lên nổi liều phiều vậy? Bùa xong mà nó hay vô cái giếng của Trinh với anh Tú á cả nhà. Đẹp. Ôi tép dày luôn. Tép bạc hết hồn luôn rồi. Quá rùa cua luôn.
Ôi cua nhiều quá. Rùa kìa. Rùa cua nữa. Rùa cua. Má ơi. Tú không có ăn à. Không có ăn rùa mà thấy rùa mừng lắm, giống như là thấy rùa ăn thả. Ôi hai con rùa nó. Ê nó dám chết không anh? Chết rồi nó nặc mai. Không còn sống. Gì hả? Để anh Tú lên bờ, anh Tú đổ ra rồi mình coi biết chết hay sống cả nhà. Chứ giờ dưới đó chị thấy là cái mai lên cũng biết chết hay sống nữa. Đâu anh dở lên anh, bên đây nè anh. Đây nè. Anh dở lên cái, dở nhẹ lên. Dở nhẹ lên, dở nhẹ lên. Dở nhẹ đằng đó được rồi, đừng nói được, đừng lên em, đừng lên em rồi. Quá xá luôn nè cả nhà, một đống luôn. Anh Tú lên bờ, anh Tú đổ cái chim quay cho cả nhà xem đi. Ủa đây. Cái này là chanh hồi xưa nè cả nhà. Nè. Chanh này nè. Để chim quay sai xíu. Ê, con rùa còn sống lắm ơi. Còn sống anh? Ừ. Chanh này. Chanh này nước dữ lắm. Chim quay qua này. Nè. Rồi, đổ vô đây nè, đổ vô đây. Quá lẽ em túi này luôn rồi. Cua dữ vậy ta. Cua quá trời luôn ha. Đổ vô. Giường cua nhiều. Xếp xích gà anh Tú vũ cái nó văng. Ừ. Tú coi con rùa sống chết nè. Bởi vì hai rùa nó lật cái mai trên cũng biết sống hết chết. Ê còn sống. Ê rồi. Cái miệng nha. À anh biết à. Ôi còn sống thì mời hên quá. Mình đi thả này rồi. Mừng quá trời mừng rồi, tự nó chết rồi. Hên quá là anh Tú đem đi thả ra cả nhà chứ không phải là anh Tú ăn được. À, anh Tú ăn rùa đâu. Nó chết trong cái dạ, nếu mà chết trong này thấy tội nghiệp đó. Ừ. Còn nếu mà nó sống thì thả. Ừ, cá giống cát này ngon quá. Chắc là con rùa này nó cũng mới á. Ừ, mới vô á. Chứ phải mà nó vô tép còn trên kìa. Hả mà nếu nó vô hồ sớm, hồ phia á là nó sẽ ngọt. Tại vì anh Tú không có để chai. Chắc anh nghĩ là cái số chắc nó đi ra sông với anh này. Thả ra sông rồi. Kìa, dính tép. Em biết anh Tú hay thả rùa nó vô chứ gì. Rồi hai con rùa. Uống cơm bóng cát ngon quá. Hai rùa này rùa tơ chứ cũng không phải là bự. Đi đặt thì phải giấu cái vỏ đằng hồi lần nữa mình đựng. Sáng kinh với anh Tú đi đặt ở đây cho nên là cũng không có tranh thủ thức sớm. Đây đặt ở đây không bị mất. Giấu cái vỏ trong lại kia mà, để không mất cái vỏ. Ở đây không bị mất, chứ còn chỗ kia là mất. Chỗ kia là mất á, chỗ này yên tâm rồi. Chim sẽ hái theo mọi thêm một mớ mớ ra mặt trăng. Hôm nay mọc nhiều ngón vậy. Ừ, chút hái. Hái thêm mớ à. Đây. Cái chút vậy đó cả nhà. Chim mẻ cái chút. Nhiều mà chăng khi ngồi trên bể này cũng được. Cái mà nó mọc lơ gơ chứ nó tốt lắm. Cái chỗ này rong nhiều quá không biết có tép. Mình đặt đây hả? Từ trước mình đặt đó. Rong nhiều quá không biết sao. Rong dày luôn. Ít gông hả? Ừ, gấp luôn. Tại gông nhiều quá. Gông nhiều quá là có. Nhẹ bóp bóp rồi. Đó, ở đây trên nghe nè. Nhẹ bóp 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 bóp. Im gù. Im gù. Một con nhảy hay có một con, hai con, hai ba con. Mà tép bự bự không luôn nha. À. Tép bự. Tép bự nhưng mà ít. Cái này cũng thất bại rồi. Cái bự nhưng mà nó ít à. Ừ, vài con. Nhưng mà nhiều cái vỏ lên cái go rồi đó. Có là nó go lên chứ. Ít thì nó nhảy ít. Còn cái nữa. Đem Tú đổ ra. Đông nè. Tép gông. Tép gông trứng. Tép gông quá xá luôn nè. Tép gông, tép bạc. Tép bạc nó mày bự quá anh. Ừ, tép gông. Tép bạc hết sức bự. Vườn này là vườn ổi. Quá này là má ngon rồi. Má ngon quá. Một đám luôn nữa nha. Hết sức tốt. Quá xá luôn. Nơi má này cho má giường nè.
Cái má Đà Lạt trồng một cái nó nhảy dữ lắm mà cái má Đà Lạt không ngon. Cái má này thì tự mọc. Cái má Đà Lạt nó không có thơm bên này. Ừ, nó không có thơm đâu. Má này, rau má này nấu tô canh lên cái là thơm hết. Nhãn này là nhãn này là chín hết rồi nè. Nhãn này chín rồi nè. Nhìn như chín như nó thơm thơm. Thường gọi ra mặt trời hay là mặt trăng được. Còn đây là rau cải trời nè. Cải trời cái lá nó sẽ suông. Nó có cái mùi thơm khác hơn cái rau mặt trăng. Giờ chị đi bẻ rau cái một chút mà cái sẵn anh Tú hái rau muống luôn cho dịch nè. Cũng hơi một là nhóc rồi cả nhà. Rau muống ở đây dữ lắm. Mình ruồng vậy người ta không khoái nữa anh Tú. Anh Tú ơi, mình ruồng vậy người ta không khoái nữa. Anh để anh bờ đi anh cho gõ nước. Ừ, bỏ lại anh bờ. Quá xá là muốn luôn mà. Giống như cái lưỡi hái vậy đó Tú. Cắt như dễ lắm. Rồi người ta giống như cọng này nó qua cọng kia. Nên lưng anh Tú là dày luôn nè. Đâu muốn không luôn. Mày cuồng cho nào biết cho nào cho nó ra nữa nó giống như lục bình vậy. Ừ, vậy cô luôn. Ruồng cái nó cũng ra nữa. Anh Tú à, hái, anh Tú hái quá trời. Anh Tú hơi phan hơi ruồng hôm nay. Để em nhắc cái đọt trước đi. Nhà mình có cái lưỡi hái á. Hả mình lại xổm gì. Có lưỡi hái cả nhà, xổm dễ hơn. Chứ hồi nãy anh Tú nói ruồng á thì lên hết mà lên luôn cái ghế. Nó không ngon. Mình cái mặt ừ. Có lưỡi hái mình kéo như cắt cỏ vậy đó cả nhà. Như mình cắt lúa rồi vậy đó. Quá trời đọt luôn nè. Nhìn nó trên bờ nhìn đứng mé mé trên hái cũng được. Nó theo mé vậy nè. Quá trời đọt luôn cả nhà. Đọt mà mập không được, cái này giống như nó ngoài chảng. Đất này là đất ngoài chảng này cho nên là nó tốt vậy. Bây giờ không ai mặn nữa, khó quá trời cỏ luôn. Hổm là Trinh định bướng ở đây nè cả nhà. Hai công, ở đây là hai công, 3 lít. À cái đó đó. Còn dữ lắm luôn, tới 20 bên đó, một mương đời nhóc bên đó nữa. Còn 20 bệnh nữa đó. Mương đó là về cui luôn. Rồi giờ Trinh Vinh Tú đi về, chứ mời cả nhà cùng theo dõi video luôn nha. Về cái giờ lần này lần đầu tiên mà thí nghiệm cái máy cắt chuối á. Chú gì quay cho cô chú chị xem nha. Nhà mấy cọng cục em đứng ở trên bờ em ngắt á. Ừ. Rớt. Nhắc. Cái cọng này chứ non sẹo à. Non á, đọt không á. Gập gập luôn. Đây còn một cái giớ nữa cả nhà. Nước lớn. Mới chiều tối qua thì Tú đặt cũng nước gì luôn. Không biết có hôm nay. Không có nghe cá nhảy luôn cả nhà, không nghe tép. Không nghe tép, không nghe cá nhảy luôn, chắc không có. Em ru rồi. Chen chen có nhưng mà có ít à. Cá lóc nói vô. Thôi như cũng đủ rồi cả nhà, hai cái chen rồi cũng đỡ rồi. Cái này ít à, cái này có mấy con nữa nha. Giờ có cái chuồng gà nữa nè, có chuồng này vào thấy ghe luôn rồi nè. Tú mở lòng một cái là bay xuống hết luôn. Tú gãy gạo, gãy lúa, gãy cơm cho nó ăn. Ở đây có cái chuồng khỏe rồi đó. Hết sợ mưa rồi. Nay gà mạnh rồi đó. Mạnh rồi nè. Ngày hôm qua là muốn cúm hết trơn, cũng lạnh đó cả nhà. Hôm qua cúm sụi luôn á. Tú xay rồi muốn.
siêu 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 này ra mình coi. Cái này nó hơi ồn lắm, nghe ù ù ù lắm, cho nên là mẹ chào cả nhà thì cả nhà không nghe được. Xong rồi đó, Tú bỏ cái chuối vô xay luôn. Xay xong thì Tú trộn, anh trộn gì vậy anh? Chuối rau muống nè, nãy Tú xay ra nghĩa rồi nè. Để cho anh Tú nói, để cho anh Tú quen với cả nhà. Trinh biết là trộn gì nhưng mà Trinh muốn cho anh Tú nói chuyện với cả nhà. Chuối cho quen. Tôm nguội với miếng thịt ăn với cám. Nữa này có thêm miếng rau muống. Bây giờ Tú trộn đều chia ra và dịch tim. Chim với vịt lan nuôi nó ăn được rồi. Tại lỡ Tú xay nhiều luôn nên chưa cho nó ăn. Chứ chưa cho nó ăn thì tử nữa nè. Rồi, Tú mở chuyện vịt đi. Tú mở chuyện vịt. Đây đem xách cho, em xách cho. Em xách thùng cho. Xách thùng nước đúng không? Ừ, đi. Đem ra ngoài cầu rồi. Ây da. Này nó đòi ra mà nha. Quá xá luôn. Cho dịch chứ, dịch xiêm chứ thì mấy ông này trắng như tuyết vậy. Nó sao lòng như Cà Na. Đây thì mưa, trên này chỗ này nó hơi bị ướt, cũng như là không có nắng, hơi dịch mới dịch. Mình mẩy sình quá trời. Trên với anh Tú chặt vào dừa, trên với anh Tú chặt vào dừa dịch xuống. Dịch xuống hơn cho nó đi, đừng sình. Lên xuống bấy á. Quá khá sình luôn rồi. Cái này biết gì không anh, lùa rồi chứ không lẽ lùa ngoài cho nó ra ngoài bữa cho tắm sạch sẽ. Nó không có đi đâu, nó không ra ngoài, nó đi dịch xin đâu, nó không đi khó dẫn lắm. Còn con này là mình Tú khỏi dẫn đâu, tự ra. Anh Tú ơi, nó chạy đi kìa, anh Tú ơi chạy đi kìa. Tú mở chuồng nó đi hết rồi. Dạ thì Trinh cũng đi theo anh Tú xách thêm một thùng nước nữa nha, nước thùng nước này cho nó sạch đó. Được được được, xách được đi, quay hơi lắc xíu này đi theo anh Tú này cả nhà. Đói á, Tú khỏi cần lùa, Tú đi ở đi theo à, đi theo à. Anh Tú ra giường sáng theo ra đi ra giường, chiều theo về. Mà ra đây với anh Tú rải cho nó ăn, ăn xong nó xuống dưới tắm ngủ một đêm, thấy vậy nước trong xe này cả nhà. Đi xong rồi là xuống uống nước này cả nhà, rải ra lót cái bao dưới á, xin lót bao dưới rồi rải nó ra. Con nào nó vô không được thì lại cái thau nó ăn. Ở đây thì bèo nè, chiều mát mát cái chân đi dớt bỏ vô cho nó ăn có hoài vậy đó nè. Lúc nào cũng mưa mình cũng phải có bèo vậy đó, để dịch cái mau lớn. Có mấy người dịch nó ăn no thì nó sẽ xuống tắm rồi nè, tắm rồi sạch sẽ lại nè, tắm xong lên ăn tiếp. Ăn sạch rồi. Nước nó quậy nó đục gì nè, bởi vì anh Tú phải xách nước theo cho nó uống. Nó cũng cơm ở nhà dưới đó, nó quậy nó tắm thôi, rồi đầu lên đây nó uống nè. Lên uống nước trên đây, nước sạch. Nước trên đây thì nước sạch nè, nước trên đem ra. Ở đây chỗ Trinh gọi là cầu Gạch Mọp. Cầu Gạch Mọp mà hồi xưa giờ thì Trinh sống ở đây thì Trinh gọi là cầu Nhân Mỹ, ở trên dàm Nhân Mỹ. Còn theo đúng cái cầu ta để là cầu Gạch Mọp. Ở bên đó là chùa Hiền Châu. Hiền Châu trước ở ngoài này thì Trinh thả chiếc rũa chùa Hiền Châu. Giờ thì hai con rùa cho Trinh xuống chỗ cái cầu đó thả luôn. Tại vì con ba thuận nếu mình cầu thả sáng người ta sẽ bắt một con rùa. Đây xin xuống là thả xuống, gọi là xuống cầu Kè. Thì chỗ này mình xuống là chỗ tiệm của em bán hàng.
xong đi lỡ người ta không cho cắt, người ta phải ngưng lại. Ngưng lại không cắt được, là phải ngưng tới đây thôi chứ không được cắt nữa. Lỡ nguyên một cái này luôn nè, bởi vì người ta làm bờ kè đó Túc. Nè, cái giống như cái nhà sàn này nè anh Túc. Lúc trước bộ hồ đợt hổm mấy tháng trước á, là ngủ đêm sáng thứ dậy là mất tiêu luôn á. Nó sụp mất tiêu cái nhà luôn. Cho nên là nè, cái chỗ này là nó đi sâu vô. Sâu vô thành ra là người ta không cho cất nhà luôn nè. Cái nhà đang cất gần xong mà người ta bắt ngưng lại nè. Là thiệt tình là nó lỡ vô tới trong luôn nè, thấy không? Hồi lúc trước là nó ngoài này mà lỡ giờ vô tới trong nhà này luôn. Thấy ghê ha. Nhiều nè, nhiều nhà người ta bỏ đi. Đó chỗ trên quay đó là cái nhà đó. Thả hai con rùa phóng sinh đó luôn. Thử nó đi không hả? Tú để thì nó bò đi không như cái nhà. Để hai con. Để coi nó phóng xuống không nha. Anh nghĩ nó phóng xuống không Tú? Đó, một em. Tự phóng xuống nó trốn rồi. Nó thấy có nước là nó phóng xuống liền à. Còn con kia sao Tú rồi? Còn con kia làm như bị nhát. Ló đầu ra nó mới làm nó phóng nè. Phóng nè. Chuẩn bị. Này cái nhà ló đầu ra là chuẩn bị phóng xuống mặt nước nè. Đi thoải mái đi con. Con kia nãy phóng cái tẩm xuống rồi. Nó đi đó. Đi rồi đó. Đi. Nó chào Tú vài câu nữa nó đi. Rồi. Tú rất là vui khi đã thả được hai con rùa. Tú vui mừng khi bắt được rùa để thả xong, chứ không có phải là bắt rùa để ăn. Tại vì nhà trên không biết ăn rùa, không biết ăn cua đinh, cô không biết ăn ba ba luôn. Không biết ăn rắn luôn. Cho nên là bắt mấy con đó là toàn là thả không nữa nha. Rắn dạ, thì cũng không ăn được. Mình về em ơi. Dạ. Dạ thì về nấu cơm nha. Tú thì cũng đi thăm cái lú với cái vớt. Dạ cá nhiều nè. Nó cũng mần, cũng đẻ gáo rồi. Này ướp nước với nước màu. Này muối với bột ngọt. Trộn đều lên, trộn miếng mắm đi. Để anh chút cái em mừng cỡ 10 phút mình kho. Giờ thì nước sôi ha, xin bỏ tép vô luôn. Tép thì mẹ xin bầm bầm ra. Này thì muối với bột ngọt chút xíu hạt nêm. Cho nó tan gia vị đó, mình bỏ rau luôn được mẹ. Tép thì mau chín. Rau thì ở đây có đầy đủ rau luôn nữa nha. Giờ này thì chín lược luôn hả mẹ hả? Trời trời mới có đây à. Trời trời cái mùi nó khác hơn cái mùi rau mặt trăng, rau mặt trời. Nhưng mà cái rau mặt trăng này cũng ngon nè. Thơm. Xin bẻ một cái chút mình bỏ vô cho nấu canh. Tô canh rau dường. Chỉ chứ nhiều khi mình đi ra chợ mình mua không có luôn nha. Ta bán cái này không bán cái kia, chứ không phải như trên da vườn hái cái chút nấu canh thì ngon hơn. Vườn đủ thứ. Mấy cái rau này thì ăn không có sợ bị kỹ gì đâu cả nhà. Cho nên là mình nấu cái chút mình ăn cái rau là được, mình cứ bỏ vô. Bỏ heo về cho mua trên thắng để dành để kho cá. Kho cá nó béo luôn nha. Béo mà nó ngon. Này thì để cho sắt xuống xíu nữa. Nãy cho mẹ cũng bỏ tép mỡ vô nè. Bỏ miếng tép mỡ rồi bỏ miếng mỡ bỏ heo gì nữa coi lại cho nó béo ngon. Về chung tâm tiêu với bỏ hành bỏ tiêu nữa là xong. Giờ thì cũng chín nha, mẹ chung bỏ hành vô luôn, bỏ hành với tiêu vô, bỏ hành cho thôi tiêu đã xong. Mẹ mẹ chung bỏ hành bỏ tiêu xong rồi, cái này nó cuốn ra ăn ngon rồi đó. Giờ thì bữa cơm gia đình Tú thì cũng chuẩn bị xong rồi cô chú anh chị. Hôm nay thì có cha ăn cơm luôn. Trời. Chào cả nhà nha. Con mời cha mẹ ăn cơm luôn. Tú cũng mời cả nhà ăn cơm. Cơm nha. Hai chồng mời ăn được. Mời cả nhà cùng ăn cơm gia đình Trinh. Mời cả nhà ăn cơm nha. Ăn canh tập tàng với cá kho phô. Cá hồng hỉnh kho phô. Có mời ông ngoại, có mời bà ngoại, có mời ba, có mời mẹ, mời chú ăn cơm. Cơm ông ngoại, cơm bà ngoại, cơm mẹ ba, cơm mẹ mẹ rồi chú ăn cơm. Rồi ăn cơm đi hai con. Đặt uống nên là có cá ăn cháo tép con tép. Cháo tép lộn xộn. Này bữa cơm không đồng rồi cả nhà. Mời cả nhà cùng ăn canh nha. Bữa cơm không đồng đầy dinh dưỡng. Cá thịt không luôn rồi cả nhà. Có tốn tiền gạo à? Tốn gạo hả? Bữa cơm không đồng.
ăn vậy có gì ngon hơn cay hơn mấy vị nữa, ngon hơn thịt đó. Chan canh thức lột lột có mùi canh đặc bạn ăn thấy dễ ăn hơn, nó lạ. Ngộ mẹ nó có nhiều loại rau mà trộn lên nhìn ăn vô cánh lạ liền nè, nó đặc biệt. Mùi này thì mùi kia nữa, không chừng nãy giờ ra chưa ăn cái rau mà rau mặt trời mặt trăng nữa. Có bẻ rồi không? Đâu có ai bẻ rồi. Chẳng thấy ăn hôm rau không? Ra mặt trăng ra, có rau mặt trăng nữa đó. Bên đây vườn mình có 2-3 cổng à. Dạ. Cái này là vườn của thằng à. Cái vườn có 2-3 cổng à. Không, mấy phải mấy lá, mấy không phải lá tròn, cái lá nó phía. Nó từ từ ấy gan là cái lá sa kê vậy đó. Nó mùi gì biết không? Đúng rồi. Nó mùi à. Mùi cái gan gì nè? Cần ngô. Mà cái lá này tựa giống mịt lá sa kê vậy đó mà nó nhỏ. Mấy bên này thì thấy ai ra làm cua ăn sống. Cua thứ gì? Ta làm gì bút lỏ hả? Sống chơi nhé. Bút lỏ. Gần cua ngoài vườn nhóc. Thì có nhiều. Cua lỗ chân thì tới mùa mưa là cua dữ lắm luôn. Ngọ hay mùa nắng nó không lên luôn kìa. Không lên nổi, mà tới mưa rớt mưa xuống lại nó sẽ lên. Mưa chỗ nào? Rồi chuẩn bị cả nhà ăn cơm luôn nha. Mình ăn ở đây đâu được xuất khẩu đâu. Khoai lang người ta khoai lang giạc. Cái gọi cái này nè, nó tiễn cỡ một vậy đó. Rồi bạn nào còn bự quá cũng bỏ, mà nhỏ cũng bỏ, công cũng bỏ. Khoai lang mà xuất khẩu đó. Nó làm sao mà nó lựa sao mà nó cỡ một gì nữa, cái này nó có cỡ nữa. Rồi thấy nó lựa khoai mà nó chậu nó giặt hết chân mẹ nào đẹp tốt đẹp mới được nha, cho tao nó mà nó mua cao. Mà hồi xưa là hàng Việt Nam không có được xuất khẩu, mua một ký bằng không được xuất khẩu cho nên là bán lẻ 3 ký luôn, cho nên là người dân bán dễ hơn giờ. Giống như cha trên nói là giờ được xuất khẩu á thì người ta lựa khoai suông này kia, hồi xưa củ nào vừa vừa bự bự là thảy qua là cân hết, chỉ có khoai nhỏ nhỏ gì là mẹ xin đi mua để cân bán lại đó là khoai heo đó, là 1 ký 200 thôi, 200-300, 200-300 về bán lại 500, ví dụ vậy đó, 300 thì bán lại 500. Đổ rồi đóng mà ngọt không, khoai để đâu nó nhẹ, nó ngọt thì nhưng mà nó nhẹ, để lại lo để càng lâu nó càng nhẹ đó, để lâu nó phí. Nó không hư để lâu nó ngọt thêm mà nó nhẹ lại. Ngon. Cầm này ngon. Cầm này ngon này nhé, cặp mặt cơm này. Cái rau mặt trăng này, ở làng Dương Bảy nhiều lắm. Nhóc luôn bò cơm. Xanh quá ngọt. Chỗ nào nó mọc ở đó thì nó mọc đó đó. Tập được coi một cái nhà. Dắt luôn thì đúng. Dạ, nói thời ở nhà không tin. Sạch được coi. Ăn nó sạch luôn rồi. Không, cần gì ăn. Chém bài dính rồi. Chá nào nhiều đó, bình thường cho ăn kén mọc à. Kén mọc. Nóng được coi nữa. Ngon quá. Bể bụng. Cá. Hết cơm hết canh luôn. Cả nhà, bữa ăn của gia đình Túi Trinh thì cũng đã dùng bữa xong. Trinh cảm ơn cả nhà đã thương mến xem hết video của gia đình. Trinh xin được mến chúc cả nhà lúc nào cũng thật nhiều sức khỏe và luôn bình an trong cuộc sống. Giờ thì video clip của gia đình Túi Trinh cũng đã kết thúc. Trinh xin hẹn gặp lại cả nhà vào những video tiếp theo nha. Xin chào cả nhà. Xin chào mọi người.